Chào bạn, cảm ơn bạn đã lựa chọn kênh podcast của Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Tình yêu, mỗi người đều có những định nghĩa khác nhau và hành trình trải nghiệm tình yêu theo cách của riêng mỗi người. Tình yêu xuất hiện trong muôn mặt của đời sống, yêu một người có thể không phải việc khó, nhưng làm sao để duy trì tình yêu lành mạnh và khiến bạn hạnh phúc khi yêu lại là một chuyện khác. Cuốn sách Yêu, Being in Love của Thiền sư Osho đã phá vỡ những quan niệm, kỳ vọng vốn rất phổ biến nhưng hoàn toàn sai lầm về tình yêu. Cùng tìm hiểu nhé! Yêu là cuốn sách được First News chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, gồm 3 phần lớn và 13 chương nhỏ. Cuốn sách dẫn dắt độc giả trên hành trình tái nhận thức về tình yêu, cũng như từ bỏ những suy nghĩ cố hữu và thói quen độc hại đẩy tình yêu vào con đường cùng. Đầu tiên, hãy từ bỏ cái tôi và ngừng kiểm soát tình yêu. Qua 350 trang sách, Osho liên tục nhấn mạnh rằng để yêu một người, việc đầu tiên chúng ta cần làm là từ bỏ cái tôi của mình và yêu người như chính bản thân mình. Đừng đòi hỏi, đừng kỳ vọng, bởi đó chính là những tác nhân giết chết tình yêu. Osho khiến chúng ta nhận thức những sai lầm mà đa số chúng ta đang mắc phải trong tình yêu. Theo quan niệm của Osho, tình yêu vốn rất giản dị, tình yêu phải trong sáng, chân thành và phải là sự cho đi vô điều kiện. Ấy nhưng đa số chúng ta lại muốn giành quyền kiểm soát tình yêu. Chúng ta gượng ép tình yêu theo khuôn thước chúng ta mong muốn và đau khổ khi điều đó không diễn ra như những gì chúng ta kỳ vọng. Bởi khi chúng ta ép buộc, tình yêu sẽ đến trong hình hài tệ hại và xấu xí vô cùng. Osho nói rằng, con người không ngừng đấu tranh để giành quyền kiểm soát. Tình yêu không thể nở hoa trong một bầu không khí như thế. Đóa hoa tình yêu chỉ có thể bung nở khi không có cái tôi. Khi không có nỗ lực giành quyền kiểm soát, khi bạn không tìm cách trở thành ai đó mà sẵn sàng không là ai cả. Thứ hai, chấp nhận rằng một tình yêu thật sự cũng sẽ thay đổi. Trong cuộc sống, mọi thứ luôn thay đổi và đó chính là vẻ đẹp của nó. Nó cho bạn ngày càng nhiều trải nghiệm, ngày càng nhiều sự tỉnh thức, ngày càng nhiều cơ hội để trưởng thành. Chắc hẳn chúng ta đều hiểu rằng không có gì là mãi mãi. Nhưng rồi chúng ta lại mong rằng tình yêu là vĩnh cửu. Địa ngục được tạo ra bởi vì bạn kỳ vọng thiên đường. Khi mong cầu tình yêu là mãi mãi, người yêu mình không bao giờ đổi thay, chúng ta tự đẩy mình vào trạng thái bất an, lo lắng vì sợ mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy. Tình yêu dần trở thành thứ yếu, sự lâu bền trở thành mối quan tâm hàng đầu. Tình yêu là một đóa hoa mỏng manh mà chúng ta không thể nào ép nó sống mãi. Tình yêu thật sự cũng bất định như cuộc sống. Một tình yêu thật sự cũng sẽ thay đổi. Hơn thế nữa, tình yêu không phải sự chiếm hữu. Tình yêu nên tự do như chim bay trên bầu trời. Một tình yêu thật sự đem lại cho bạn sự tự do, cho bạn tung cánh, giải phóng bạn. Khi bước vào tình yêu, đừng cố gắng chiếm hữu đối phương. Bởi vì khi cố gắng ràng buộc, sự ghen tuông sẽ nảy sinh và bóp nghẹt tình yêu thật sự. Hãy học cách tôn trọng cảm giác của người khác và chấp nhận đối phương như họ vốn là. Cho nhau một không gian riêng, trao cho nhau lòng tin và sự tự do. Và một khi được hoàn toàn là chính mình, bạn sẽ cảm thấy biết ơn người đã giúp bạn. Anh ấy đã giúp bạn tự do, cô ấy đã giúp bạn tự do, và tình yêu không phải sự chiếm hữu. Chính kiểu tình yêu này sẽ giúp đối phương hoàn thiện và cùng nhau trưởng thành trong tình yêu. Thứ tư, chỉ cần bạn hạnh phúc, mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong cuộc sống hay tình yêu, bạn phải luôn quan sát, bởi vì nếu không cảm thấy hạnh phúc trong bất kỳ tình huống nào, bất kỳ trạng thái nào, bạn phải bước ra khỏi nơi đó. Bằng không, nó sẽ trở thành thói quen và dần dần bạn sẽ mất đi sự nhạy bén. Bạn sẽ mãi đau khổ và sống trong đó, thường chỉ bộc lộ sự thiếu quan tâm, thiếu nhạy bén. Hãy luôn nhớ, đánh giá mọi việc bằng cảm nhận hạnh phúc từ nội tâm của bạn. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ đều ổn. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, khi đó bất cứ việc gì bạn làm cũng đều sai ở đâu đó. Càng ở lâu trong đó, bạn càng không tỉnh thức. Và bạn hoàn toàn quên mất rằng cảm giác đau khổ tiếp diễn là nhờ có sự hợp tác của bạn. Nó cần sự hợp tác của bạn, tự thân nó không thể tồn tại. Nếu bạn đã từng tổn thương, đã từng mù quáng, đã từng đánh mất bản thân trong tình yêu, chắc rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn nhận lại tình yêu theo một cách khác. Và biết đâu, sẽ là một liệu pháp chữa lành vết thương cũ. Hãy yêu nhưng đừng kỳ vọng, hãy cho đi. Hãy yêu, nhưng nhớ rằng tình yêu của bạn không nên trở thành nhà tù giam hãm người khác. Hãy yêu, nhưng đừng sở hữu và đừng bị sở hữu. Hãy bảo vệ sự tự do và đừng đánh mất tình yêu.
Chúng ta thường sợ hãi khi nghĩ về tình yêu, e ngại những nỗi đau lẫn rắc rối mà nó đem đến. Với yêu, bằng giọng văn cá tính và cuốn hút đặc trưng, Osho đem đến sự thấu hiểu trọn vẹn về tình yêu, đồng thời truyền niềm tin và sự dũng cảm để bạn đọc bước vào trải nghiệm phức tạp này một cách mới mẻ trong thứ ánh sáng tỉnh thức của tâm linh. Tình yêu chỉ có thể trưởng thành trong tình yêu, ông nói. Có điều gì đó thật đẹp đang chờ bạn phía trước. Nếu bạn có thể chờ đợi, nếu bạn có đủ kiên nhẫn và có thể tin tưởng, nó sẽ đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm.